Hello, xin chào các đồng chí, chị các bạn thân mến của Lệ Minh. Hôm nay mình like chủ đề đất nước quê hương. Mình cũng có theo dõi tin tức thì thấy đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh đăng trên cái trang nhà của thông tin chính phủ về vấn đề mà là chính phủ luôn đồng hành cùng với hơi thở tiếng lòng của nhân dân và doanh nghiệp. Nghe thì rất là hay, rất là mừng. Khi mình vào trong những cái trang thông tin của chính phủ, mình thấy rằng ngay cả thủ tướng cũng vậy, đưa lên những cái muốn người dân góp ý kiến để có những cái một đất nước có một cái pháp luật và một cái trình tự nó tốt hơn. Đất nước phát triển thì dân giàu, thì nước mạnh, xã hội ngày càng tốt đẹp. Các bạn thấy cuộc sống ở quê nhà, những người tiểu thương như thế này, họ cũng có những cái điều kiện bán buôn sinh sống nhỏ lẻ, thì rất mong rằng như đại biểu Quốc hội cũng đã nói lên là chính phủ luôn lấy nghe tiếng nói của người dân và hơi thở của người dân. Tôi cũng mong là như vậy để người dân sẽ trình bày được những cái khó khăn và cùng với chính phủ phát triển đất nước, và chính phủ luôn tạo điều kiện cho người dân để người dân có được cái cuộc sống ấm no hạnh phúc ngày càng tốt đẹp hơn. Mà những cái thế lực phụ địch, những cái thành phần như các tổ chức chống cộng Việt Tân và những cái tổ chức chống phá đất nước xuyên tạc ở hải ngoại, cũng như những cái thành phần dân chủ bụi trong nước, tụi nó không có cơ hội để nó xuyên tạc nhằm gây hoang mang cho cuộc sống của người dân trong nước. Các bạn thấy những cái tiểu thương như thế này, họ sống rất là đơn giản, cuộc sống của họ mưu sinh. Tôi không bao giờ thấy họ phàn nàn hay là chê bai đất nước cái gì, mà họ luôn luôn sống trên cái đôi chân của họ. Họ tìm đủ mọi cách để đặng mà họ mưu sinh, cuộc sống rất là hài hòa. Các bạn thấy họ có thể mở một cái quán cơm, một cái quán ăn cà phê gì khác như thế này. Các bạn thấy đó, thì họ cũng sống 3 ngày, không có gì phải quá lo toan và sợ hãi. Ở những cái quốc gia phát triển, những quốc gia phát triển như Mỹ, các bạn thấy cuộc sống con người ta chăm lo toan, người giàu thì giàu nhất nhất đổ tường, người nghèo thì nghèo tận cùng của xã hội. Các bạn thấy nó rất là khủng khiếp, nó chênh lệch với nhau. Còn bọn chính trị Mỹ thì nó cứ ăn trên ngồi chóc, những cái người nghèo khổ thì vẫn phải đói rách khốn khổ, không nhà không cửa không nơi nương tựa, sống thì ở đường phố, đem đường phố làm thành nhà để đặng mà sống qua ngày. Trong khi đó tổng thế của người dân đóng bạc nặng, không từ cái thứ gì để đặng mà cho cái bọn chính trị nó Mỹ nó ăn trên ngồi chóc. Các bạn thử, còn ở quê hương cuộc sống của người dân, họ không phải bận tâm quá nhiều vấn đề thế má, và họ chỉ biết làm sao họ có công ăn việc làm và cuộc sống ổn định để họ mưu sinh và họ vươn lên ở mảnh đất quê hương. Còn rất nhiều cơ hội, nếu chúng ta biết cầu tiến thì mình sẽ có cuộc sống nó tốt hơn, chỉ có vậy thôi, chứ không đến nỗi tồi tệ giống như những việc mà những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước. Như các bạn thấy khi tôi về quê hương cũng vậy, tôi cũng cố gắng được khai quang, dùng nền kinh tế mới để đặng mà mình có được một cái trang nông trại để mình tự cung tự cầu và tự cấp, và tạo ra những cái cuộc sống và công ăn việc làm cho những người lao động phổ thông. Mình cảm thấy rất là tự hào về một cái những gì mà mình làm cho quê hương. Đó là cái mong mỏi trở về với quê hương của mình.
Các bạn thấy từ một cái đầm lầy mà mình đã khai quang lên được hôm nay, mình đã có điện và bữa nay khoan giếng nước. Hôm qua thì mình đã được xin phép được cầu điện, hôm qua bây giờ điện đã có rồi, bây giờ mình khoan cái nước nữa là mình có nước. Đây các bạn thấy không, đi từng bước sống ở quê nhà. Đấy. Và người dân họ luôn tìm đủ mọi cơ hội để rằng họ khai quang những cái vùng đất cho ăn đá gà muối. Các bạn thấy như cái anh này bây giờ đất đai cuộc sống nông thôn đô thị quá, thấy bây giờ ảnh cũng khai quang lên những cái ao đầm như thế này, là ảnh bơm bùn vô hơi cho đất khô là lên này để cất nhà và cuộc sống liền tượng và mưu sinh. Các bạn thấy em rất là vui ở quê nhà, ai cũng cố gắng lo làm ăn, chứ không phải giống như những cái gì mà mấy cái bọn thiên tạc chống phá đất nước nó tuyên truyền, như cái đám nhiệt tân mà cái đó là muốn gọi là lừa đảo lưu manh giả danh như nước, một cái băng đảng mafia, mấy cái đám mà chống cộng ở ngoài mấy chục năm nay, mấy cái lụng những cái đó cứ là ngồi đó tìm đủ mọi cách thiên tạc chống phá đất nước Việt Nam thôi, chứ nó có làm mà được cái ôm gì đâu. Lừa đảo nguyên nước ngày nào mà không đi theo cái lợi ích như của những cái tổ chức chống cộng thôi, nó trùng dập. Ngày xưa mà tôi mà không lên tiếng hả, những cái người dân yêu nước chân chính ở hải ngoại mà ai mà nói lập với tụi nó cũng bố người ta tới nhà tới cửa. Sau khi mà tôi một mình đứng lên làm cuộc cách mạng giải phóng nước Mỹ, thì khi giải phóng được nước Mỹ, các bạn thấy đó, là bà con yêu nước bừng lên, rồi đỏ sao vàng bắt đầu tung bay khắp nơi mọi nơi trên thế giới của những cái nơi cộng đồng người Việt ở. Các bạn thấy rất là tự hào, phải có những người tiên phong giật mặt những cái thành phần chống cộng xuyên tạc chống phá đất nước. Bây giờ những bà con kiều bào ở ngoài, những người yêu nước chân chính, người ta hướng về tổ quốc, người ta càng lúc nhìn thấy rõ được bộ mặt thật xảo trá của cái bọn nhiệt tân, bọn bao que lũ ô hợp lũ chống cộng mắc ô mắc dịch. Các bạn thấy họ cầm cờ đỏ sao vàng, họ đi hiên ngang vì họ hiểu được luật pháp cho phép họ được cầm lá cờ tổ quốc Việt Nam, một cái lá cờ đỏ sao vàng được thế giới công nhận của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chứ đâu phải như cái lá cờ bao que cầm nó chỉ đại diện cho một cái tổ nhóm dân tộc thiểu số, chứ nó có đại diện cho cái quốc gia hay là một cái gì chính nghĩa nào đâu. Cho nên có nhiều người đừng có mơ hồ mấy cái chuyện mà tụi chống cộng ở hải ngoại nó cầm lá cờ ba que của nó, ba chọc của nó đi nó khắp khắp, rồi tưởng đâu là nào là nó có một cái quy chế hay là pháp luật gì. Không có cái vụ đó đâu quý vị ơi, tụi nó lừa đảo thôi, nó quyên góp rồi nó hãm hại người này người nọ khi mà người ta mạch mặt thì nó thôi. Trừ khi tôi mà tiên phong cầm cờ đỏ sao vàng phất lên trên đất Mỹ, ngày hôm nay bà con kiều bào yêu nước ngày càng ánh giảng nói lên những tiếng nói của mình thiên ngang và bất khuất, vô cùng tự hào. Mình cảm thấy rất là hãnh diện, rất là vui khi thấy có nhiều ngày càng nhiều bà con kiều bào họ nhìn thấy rõ được bộ mặt thật của tụi chống cộng ở hải ngoại, và Việt Nam mình chỉ có lá cờ đỏ sao vàng là lá cờ của tổ quốc, của một đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên chính sách ngoại giao của đảng và nhà nước vô cùng chiến lược. Các bạn thấy rất là tuyệt vời, và hy vọng rằng những gì mà thủ tướng cũng như là những cái đại biểu quốc hội lên có trong những cái trang của chính phủ rồi, tôi thấy
đưa lên những cái câu phát biểu rất là hay, lắng nghe tiếng nói hơi thở của người dân, những kiều bào yêu nước chân chính góp ý kiến về với tổ quốc. Thì tôi cũng là một người kiều bào về những sống với quê hương tổ quốc, tôi cũng muốn góp tiếng nói của mình trên quê hương mong ngày đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển, và cuộc sống cũng như luật pháp Việt Nam ngày càng ưu việt hơn, tạo cơ hội cho người dân ở những cái vùng sâu vùng xa vùng nông thôn, những cái người dân lao động phổ thông, để họ có được những cơ hội họ phát triển những cái năng lực của họ, cùng chung xây dựng đất nước và xóa bỏ đi bớt đi những cái vấn đề quan liêu ở cấp địa phương, nhằm cải thiện cái cuộc sống nó sinh thái ngày càng thoải mái và lành mạnh, người dân và đảng cùng chung nhau xây dựng đất nước. Một lần nữa mình xin chào quý bạn chị các bạn trong diễn đàn nha. Thôi mình like tới đây. Bye 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 bye. Cái nước đàng hoàng bữa nay mình có cái nước là mình còn này. Các bạn thấy cái nước thì phan 240 mét, hôm qua mình câu điện được cho cái anh này, anh điện anh xài sáng ngày cho anh xài năng điện, điện năng lượng mặt trời mà bữa nay ông có điện thì ông mừng quá chừng không. Không có điện tối hôm qua ông nuôi gà, các bạn thấy không, ông nuôi gà à, ông gà để trứng ông ăn, ăn rồi ông ăn thịt ngầu đi, ông chịu khó giả hoang. Cái ao này mình mới thả 400 con cá chẽm, 400 con cá mú, 2.000 con cá đón, tôi cũng mấy trăm con cá hường với lại cá rô phi, mình thả lộn xộn lẫn nó ăn nhau, mà nó tự nuôi nó. Mình trồng cây dừa, cây này cây kia lên, sau này mình có một cái hoa màu và cái nơi mình nghỉ ngơi và cuộc sống nó yên tĩnh.